Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển Chinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần số 28 Bảo vệ Tổ quốc. Phần A, kiến thức trọng tâm. Thứ nhất, luyện tập về câu cảm và các dấu hai chấm hoặc kép chấm than. Thứ hai, luyện tập viết tên riêng Việt Nam. Dựa vào phần kiến thức trọng tâm này thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần B bài tập. Với phần B bài tập của tuần 28 thì chúng ta sẽ có tất cả 16 câu hỏi. Từ câu số 1 đến câu số 4 thuộc mức 1, từ câu 5 đến câu 11 thuộc mức 2 và từ câu 12 đến câu 16 thuộc mức 3. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi của mức 1 từ câu số 1 đến câu số 4 như sau. Câu 1. Từ ngữ nào dưới đây là tên riêng của người? Đáp án A, Đà Lạt. Đáp án B, Tràng An. Đáp án C, Xuân Quỳnh. Và đáp án D, Huế. Với câu hỏi số 1 này thì các em thấy các tên riêng như Đà Lạt, Tràng An và Huế đều là tên của địa danh chỉ một tỉnh. Còn chỉ có Xuân Quỳnh thì là tên riêng của một người, đó là một nhà thơ. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 1. Câu 2. Câu văn nào dưới đây có tên riêng địa lý? Đáp án A. Sông Hương rất dịu dàng. Đáp án B. Đây là quê của Thu Giang. Đáp án C. Hà Nam là học sinh lớp 3A. Và đáp án D. Nhà Mai ở một làng quê nhỏ. Với câu hỏi số 2 thì các em sẽ quan sát các đáp án B, C và D. Những đáp án này thì sẽ có tên riêng của người, đó là Thu Giang, Hà Nam và Mai. Còn chỉ có đáp án A thì sẽ có tên riêng địa lý, đó là chỉ tên một dòng sông là sông Hương. Như vậy trong câu hỏi số 2 thì các em sẽ thấy rằng câu văn có tên riêng địa lý sẽ ở đáp án A. Câu 3. Các tên riêng xuất hiện trong câu văn dưới đây là: Tại bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Đáp án A, bến cảng Nhà Rồng. Đáp án B, Nhà Rồng Nguyễn Tất Thành. Đáp án C, Nhà Rồng con đường. Và đáp án D, Nguyễn Tất Thành con đường. Với câu hỏi số 3 thì các em sẽ quan sát trong câu văn này sẽ có những tên riêng như sau. Thứ nhất, đó là Nhà Rồng, chỉ tên một bến cảng. Và Nguyễn Tất Thành là tên riêng của người. Như vậy đáp án đúng trong câu hỏi số 3 là đáp án B. Tên riêng xuất hiện trong câu văn sẽ gồm có Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành. Câu 4. Câu văn dưới đây còn thiếu những dấu câu nào? Mai nói, mở một kép. Con yêu các chú bộ đội lắm. Đóng một kép, chấm. Đáp án A, dấu chấm, dấu hai chấm. Đáp án B, dấu hai chấm, dấu chấm than. Đáp án C, dấu hai chấm. Và đáp án D, dấu chấm than, dấu phẩy. Với câu số 4 này thì các em sẽ quan sát trong câu văn thiếu những dấu câu như sau. Trước tiên thì các em thấy rằng trong câu này thiếu dấu hai chấm. Dấu hai chấm thì sẽ đứng đằng sau cụm từ mai nói. Dấu hai chấm sẽ có tác dụng đó là để báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật. Lời nói của Mai đó là con yêu các chú bộ đội lắm. Vậy trước dấu ngoặc kép thì chúng ta sẽ cần sử dụng dấu hai chấm. Tiếp theo, trong câu con yêu các chú bộ đội lắm, đây là một câu cảm bộc lộ cảm xúc của bạn Mai về tình cảm với các chú bộ đội thông qua từ cảm là từ lắm. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cần sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu cảm trước khi đóng ngoặc kép. Vậy thì ở trong câu văn này sẽ thiếu hai dấu câu, đó là dấu hai chấm và dấu chấm than. Các em sẽ chọn đáp án B trong câu số 4. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi của mức 2, từ câu số 5 đến câu số 11. Câu 5. Dòng sông nào được nhắc đến qua câu đố sau? Sông gì gợi nhớ, gợi yêu, bao nhiêu tình nghĩa, bao nhiêu mong chờ? Đáp án A, sông Đà. Đáp án B, sông Hồng. Đáp án C, sông Hàn. Và đáp án D, sông Thương. Với câu số 5, một dòng sông mà gợi nhớ, gợi yêu và
và bao nhiêu tình nghĩa, bao nhiêu mong chờ, thì đáp án của câu đố này đó là sông Thương. Sông Thương thì bản thân từ thương đã là một từ mà mang tính chất là gợi nhớ, gợi yêu và nói về tình nghĩa, mong chờ. Vậy thì các em sẽ chọn đáp án D trong câu số 5. Câu 6. Câu văn nào dưới đây viết lại đúng câu văn sau? Tuấn nói, hai chấm xuống dòng gạch ngang đầu dòng. Tớ muốn trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước, chấm. Đáp án A, Tuấn nói, hai chấm gạch ngang. Tớ muốn trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước, chấm. Đáp án B, Tuấn nói, mở ngoặc kép. Tớ muốn trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước, đóng ngoặc kép, chấm. Đáp án C, Tuấn nói, hai chấm, mở ngoặc kép. Tớ muốn trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước, chấm, đóng ngoặc kép, chấm. Và đáp án D, mở ngoặc kép. Tuấn nói, tớ muốn trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước, đóng ngoặc kép, chấm. Với câu số 6, thì khi viết lại một câu văn mà có sử dụng dấu gạch ngang thì chúng ta sẽ viết như sau. Đầu tiên là các em sẽ bỏ dấu gạch ngang, sau đó thì viết câu lên đằng sau dấu hai chấm và sử dụng dấu ngoặc kép. Và chúng ta sẽ có câu Tuấn nói, hai chấm mở ngoặc kép, tớ muốn trở thành bộ đội để bảo vệ đất nước, chấm, đóng ngoặc kép, chấm. Như vậy đáp án đúng trong câu số 6, câu văn viết lại đúng câu văn ở phía bên trên, đó là đáp án C. Câu 7, câu cảm nào dưới đây bộc lộ tình yêu quê hương đất nước? Đáp án A, hòa, đứng từ trên cao, non sông hùng vĩ biết bao. Đáp án B, tôi yêu non sông, đất nước này biết bao. Đáp án C, tôi yêu thương và biết ơn gia đình lắm. Và đáp án D, cả A và B đều đúng. Với câu hỏi số 7 thì các em sẽ quan sát trước tiên đáp án A. Đây là một câu cảm bộc lộ tình yêu quê hương đất nước, dựa vào từ cảm là từ hòa, từ biết bao, và bộc lộ cảm xúc về non sông đất nước. Khi đứng từ trên cao thì đây là một cảm xúc ngạc nhiên, tự hào vì non sông đất nước rất đẹp. Đáp án B, tôi yêu non sông đất nước này biết bao. Đây là một câu cảm, trong đó có từ cảm là từ biết bao để bộc lộ tình yêu đất nước, non sông. Còn ở đáp án C, tôi yêu thương và biết ơn gia đình lắm. Đây là một câu cảm với từ cảm là từ lắm. Tuy nhiên trong câu này thì không bộc lộ tình yêu quê hương đất nước, mà bộc lộ tình cảm với gia đình. Như vậy thì sẽ chỉ có đáp án A và B thì sẽ bộc lộ tình yêu quê hương đất nước. Vậy đáp án đúng của chúng ta trong câu số 7 là đáp án D, cả A và B đều đúng. Câu 8, câu văn nào dưới đây cần sử dụng dấu chấm than? Câu số 1, em yêu đất nước lắm. Câu số 2, ôi, đất nước thật tươi đẹp. Câu số 3, em yêu đất nước quá. Và câu số 4, đất nước ta tươi đẹp nhỉ. Đáp án A, câu số 1 và 3. Đáp án B, câu số 2 và 4. Đáp án C, câu số 2 và 3. Và đáp án D, câu 1, câu 2 và câu 3. Với câu số 8 thì trước tiên em sẽ quan sát câu văn thứ nhất. Em yêu đất nước lắm. Đây là một câu cảm với từ cảm là từ lắm. Vậy trong trường hợp này thì các em sẽ cần sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu cảm. Câu số 2. Ôi, đất nước thật tươi đẹp. Đây là một câu cảm với từ cảm là từ ôi, từ thật. Bộc lộ cảm xúc về tự hào một đất nước đẹp. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cần sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu cảm. Câu số 3. Em yêu đất nước quá. Đây cũng là một câu cảm với từ cảm là từ quá. Vậy trong trường hợp này chúng ta cũng sẽ cần phải sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu cảm. Và cuối cùng câu số 4, đất nước ta tươi đẹp nhỉ. Đây là một câu hỏi với từ hỏi là từ nhỉ. Vậy thì cuối câu hỏi chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm than mà sẽ cần sử dụng dấu chấm hỏi. Như vậy thì trong 4 câu văn này các em sẽ thấy câu số 1, số 2 và số 3 sẽ cần sử dụng dấu chấm than. Các em sẽ chọn đáp án D trong câu số 8. Câu 9. Vì sao câu văn dưới đây cần sử dụng dấu ngoặc kép? Nhìn thấy chú cá heo nhảy lên chào, ai cũng suýt xoa. Tuyệt quá. Đáp án A, vì sau dấu hai chấm luôn là dấu ngoặc kép. Đáp án B, vì trước dấu hai chấm luôn là dấu ngoặc kép. Đáp án C,
vì trong dấu ngoặc kép là một câu được trích nguyên văn. Và đáp án D, vì trong dấu ngoặc kép là lời trích dẫn bổ sung ý nghĩa cho câu. Với câu hỏi số 9 thì các em sẽ thấy rằng trong câu văn ở phía bên trên, từ tuyệt quá là một câu được trích dẫn nguyên văn bởi mọi người khi mà khen ngợi chú cá heo. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu này cần sử dụng dấu ngoặc kép vì trong dấu ngoặc kép là một câu được trích nguyên văn. Câu 10. Có mấy tên riêng bị viết sai trong đoạn văn dưới đây? Bố em là chiến sĩ hải quân ở Trường Sa. Vì nhiệm vụ, bố ít khi về nhà. Tháng nào, em cũng gửi thư cho bố từ Hà Nội. Em kể cho bố chuyện bé Na đã biết đi, chuyện em đã là học sinh của trường tiểu học Chu Văn An. Nhưng em không nói cho bố biết, hè này em sẽ đến Trường Sa thăm bố đâu. Đoạn văn trích trong bài đọc những bức thư của tác giả Mai Nhung. Đáp án A, 5 tên riêng. Đáp án B, 4 tên riêng. Đáp án C, 3 tên riêng. Và đáp án D, 1 tên riêng. Với câu số 10 thì các em sẽ quan sát ở trong đoạn văn này thì có những tên riêng bị viết sai như sau. Thứ nhất là từ Trường Sa. Đây là một tên riêng địa lý. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ cần phải viết hoa chữ tờ và chữ sờ. Từ Hà Nội viết sai, trong đó tiếng nội thì chúng ta sẽ cần phải viết hoa chữ N. Từ Chu Văn An viết sai. Đây là một tên riêng của trường học. Trong đó thì các tiếng này chúng ta cần phải viết hoa chữ C, chữ V và chữ A. Và từ cuối cùng là từ Trường Sa ở phía bên dưới cũng viết sai. Trong đó các chữ tờ và chữ sờ ở tiếng trường và tiếng sa sẽ cần phải viết hoa. Như vậy thì trong đoạn văn này sẽ có 4 tên riêng viết sai. Vậy các em sẽ chọn đáp án B trong câu 10. Câu 11. Câu văn dưới đây mắc phải lỗi sai nào? Bác Hồ đã từng nói, 2 chấm, nước Việt Nam là 1 chấm, mở ngoặc kép, dân tộc Việt Nam là 1 chấm, đóng ngoặc kép. Đáp án A, dùng sai dấu câu và thiếu dấu câu. Đáp án B, thiếu dấu câu và đặt sai vị trí của dấu câu. Đáp án C, câu văn viết chưa đúng các tên riêng Việt Nam. Và đáp án D, nội dung câu văn chưa rõ ràng, mạch lạc. Trong câu, Bác Hồ đã từng nói, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Thì câu văn, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Đây là một câu được trích nguyên văn lời nói của Bác Hồ. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng dấu ngoặc kép đằng sau dấu hai chấm với tác dụng dùng để đánh dấu một câu được trích nguyên văn. Tiếp theo, dấu chấm ở đằng sau nước Việt Nam là một. Đây là một dấu được sử dụng sai vị trí. Trường hợp này dấu chấm sẽ được chuyển xuống cuối câu để kết thúc cả một câu. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm mà sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa hai vế. Dấu ngoặc kép sử dụng ở vị trí này cũng đang sử dụng sai và phải được đưa lên trên đầu đằng sau dấu hai chấm. Như vậy thì ở trong câu này thiếu dấu câu và đặt sai vị trí của câu. Vậy thì các em sẽ chọn đáp án B trong câu 11. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi của mức 3, từ câu 12 đến câu 16 như sau. Câu 12, nhận xét nào đúng khi nói về tác dụng của dấu gạch ngang và dấu ngoặc kép trong hai câu văn sau? Câu số 1, Bác Hồ dạy học sinh Việt Nam, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Câu số 2, cô giáo nói, bảo vệ Tổ quốc chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Đáp án A, câu 1, 2 đều có tác dụng đánh dấu một câu được trích nguyên văn. Đáp án B, câu 1 dùng để liệt kê, câu 2 đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Đáp án C, câu 1 và 2 có tác dụng không giống nhau. Và đáp án D, câu 1 và 2 đều có tác dụng giống nhau. Với câu hỏi số 12 thì trước tiên các em sẽ quan sát hai câu văn ở phía bên trên. Với câu số 1, Bác Hồ dạy học sinh Việt Nam, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Trong câu này thì dấu ngoặc kép sẽ được sử dụng với tác dụng đó là đánh dấu một câu được trích nguyên văn lời nói của Bác Hồ. Còn ở câu số 2 thì dấu gạch ngang ở đây sẽ được sử dụng với tác dụng đó là để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói trực tiếp của nhân vật, đó là của cô giáo.
Như vậy thì ở đáp án của câu số 12, đó là đáp án C. Câu 1 và 2 có tác dụng không giống nhau. Vậy Kem sẽ chọn đáp án C trong câu 12. Câu 13. Dấu câu ở vị trí nào trong đoạn văn dưới đây bị dùng sai? Thu hỏi tôi, cậu có yêu nước không? Tôi đáp, dĩ nhiên rồi, tôi yêu đất nước Việt Nam lắm. Tình cảm thiêng liêng này đã ngấm vào trong máu thịt của tôi. Đáp án A, số 1 và 2. Đáp án B, số 2 và 3. Đáp án C, số 3 và 4. Và đáp án D, số 1 và 4. Với câu 13 trong đoạn văn này, vị trí thứ nhất đó là dấu 2 chấm. Dấu 2 chấm ở vị trí thứ nhất này đã sử dụng đúng dấu câu, với tác dụng đó là để báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật, đó là của nhân vật Thu khi hỏi nhân vật tôi là cậu có yêu nước không. Tiếp theo, câu thứ hai, tôi đáp, dĩ nhiên rồi. Và câu thứ ba, tôi yêu đất nước Việt Nam lắm. Trong trường hợp này thì dấu ngoặc kép sẽ được sử dụng không phải ở vị trí số 2 mà sẽ sử dụng ở đằng sau cụm từ tôi đáp, và chúng ta sẽ sử dụng dấu ngoặc kép với tác dụng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Dĩ nhiên rồi, chấm, tôi yêu đất nước Việt Nam lắm. Đây là một câu cảm với từ cảm là từ lắm. Vậy thì cuối câu cảm chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm mà sẽ cần phải sử dụng dấu chấm than. Tình cảm thiêng liêng này đã ngấm vào trong máu thịt của tôi. Chấm, đóng ngoặc kép, chấm. Ở vị trí số 4 này thì các dấu câu đã được sử dụng đúng. Như vậy thì dấu câu ở vị trí số 2 và số 3 đã bị sử dụng sai. Vậy Kem sẽ chọn đáp án B trong câu 13. Câu 14. Có thể bỏ dấu gạch ngang trong đoạn văn sau không? Vì sao? Sau tiết học, Vân hỏi Trang, cậu có biết Bác Hồ có bao nhiêu tên gọi không? Đáp án A có thể vì dấu gạch ngang trong đoạn văn trên bị thừa. Đáp án B có thể vì dấu gạch ngang trong đoạn văn trên không cần thiết. Đáp án C không thể vì sau dấu gạch ngang là lời nói trực tiếp của nhân vật. Và đáp án D không thể vì trước dấu gạch ngang là lời nói trực tiếp của nhân vật. Với câu số 14 thì các em sẽ quan sát ở trong đoạn văn này, chúng ta sẽ không thể bỏ dấu gạch ngang được bởi vì sau dấu gạch ngang là lời nói trực tiếp của nhân vật, đó là của bạn Vân hỏi bạn Trang là cậu có biết Bác Hồ có bao nhiêu tên gọi không? Như vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, không thể vì sau dấu gạch ngang là lời nói trực tiếp của nhân vật. Câu 15. Các dấu câu thay thế lần lượt cho những bông hoa trong đoạn văn sau là Thùy hỏi các bạn, các cậu có suy nghĩ gì về chiến sĩ hải quân? Hà nhanh nhảu nói, đó là những người rất dũng cảm. An lại nói, mình khâm phục chiến sĩ hải quân lắm. Huy đề xuất, chúng mình viết thư gửi cho các chiến sĩ hải quân đi. Đoạn văn theo tác giả Hồng Diên. Đáp án A, dấu chấm hỏi, dấu chấm, dấu chấm, dấu chấm, dấu chấm. Đáp án B, dấu chấm, dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm than, dấu chấm. Đáp án C, dấu chấm hỏi, dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm than, dấu chấm. Và đáp án D, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm. Với câu 15 thì các em sẽ thay thế lần lượt cho những bông hoa dấu câu như sau. Đầu tiên, Thùy hỏi các bạn, các cậu có suy nghĩ gì về chiến sĩ hải quân? Trong câu các cậu có suy nghĩ gì về chiến sĩ hải quân, các em sẽ thấy đây là một câu hỏi với từ hỏi là từ gì. Vậy cuối câu hỏi thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng dấu chấm hỏi để kết thúc câu. Tiếp theo, Hà nhanh nhảu nói, đó là những người rất dũng cảm. Vậy với câu đó là những người rất dũng cảm, đây là một câu kể. Vậy cuối câu kể chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm. An lại nói, mình khâm phục chiến sĩ hải quân lắm. Đây là một câu cảm với từ cảm là từ lắm để bộc lộ cảm xúc khâm phục tự hào về chiến sĩ hải quân. Vậy các em sẽ cần sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu cảm. Huy đề xuất, chúng mình viết thư gửi cho các chiến sĩ hải quân đi. Trong câu Huy đề xuất, chúng mình viết thư gửi cho các chiến sĩ hải quân đi. Đây là một câu khiến với từ khiến là từ đi. Vậy chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu khiến. Còn ở bông hoa cuối cùng, các em thấy sẽ cần phải sử dụng dấu chấm để kết thúc cho toàn bộ câu. Như vậy thì các dấu câu cần sử dụng lần lượt cho các bông hoa thay thế, đó là dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm than, dấu chấm. Vậy đáp án đúng trong câu 15 là đáp án C. Cuối cùng câu 16. Có mấy câu nêu yêu cầu đề nghị trong đoạn văn ở câu 15? Đáp án A một câu,
Đáp án B 2 câu, đáp án C 3 câu và đáp án D 4 câu. Với câu 16 thì các em sẽ quan sát đoạn văn có câu nêu yêu cầu đề nghị, đó là câu chúng mình viết thư gửi cho các chiến sĩ hải quân đi. Câu này là câu nêu yêu cầu hoặc đề nghị của bạn Huy với các bạn là viết thư gửi cho các chiến sĩ hải quân. Vậy trong đoạn văn này thì sẽ chỉ có một câu nêu yêu cầu đề nghị. Vậy đáp án của câu 16 là đáp án A. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong tuần số 28 Bảo vệ Tổ quốc. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Chinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách Cánh diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.